Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống An Nhiên. Quý vị ạ, tháng trước tôi có gặp lại cô bạn cấp 3 của mình. Cô ấy than vãn rằng sau khi sinh đứa con đầu lòng, lớp mỡ bụng dày đặc, lì lợm đã khiến việc lựa chọn quần áo trở nên rất khó khăn. Thậm chí còn ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Dù đã thử hàng trăm cách giảm mỡ bụng khác nhau, nhưng những lớp mỡ bụng cứng đầu vẫn không hề giảm bớt. Nhưng đấy là câu chuyện của tháng trước. Hiện nay, cô bạn tôi đã lấy lại được vóc dáng thon gọn chỉ nhờ một quả chanh. Sau khi kiên trì áp dụng phương pháp giảm mỡ bụng bằng chanh, lớp mỡ bụng không cánh mà bay. Giờ đây, cô ấy có thể tự tin diện váy vóc trong những ngày hè. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ lại phương pháp mà cô bạn tôi đã áp dụng. Phương pháp này không hề tốn nhiều thời gian và công sức, chỉ cần các bạn sử dụng một quả chanh và thực hiện theo những bước làm dưới đây. Tôi tin chắc những ngấn mỡ bụng sẽ giảm ầm ầm mà không cần dùng bất cứ viên thuốc giảm cân nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi và thực hiện theo tôi nhé! Trước khi vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, Sống An Nhiên xin dành tặng một món quà đến các quý vị khán giả có quan tâm đến tử vi phong thủy, đặc biệt là bộ môn phong thủy chính phái, đoán số mệnh tính cách qua những đường chỉ tay, thì đừng bỏ lỡ buổi livestream vô cùng đặc biệt của chuyên gia phong thủy Phùng Phương vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 12 tháng 6 tại group Master Phùng Phương tại Facebook. Link group được chúng tôi đính kèm tại phần bình luận để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp nhé. Còn bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi video. Trước khi vào nội dung chính của video, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tác hại khó lường từ việc bụng tích tụ nhiều mỡ, từ đó giúp chị em nhanh chóng khắc phục béo bụng của mình sớm nhất để duy trì sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và sở hữu vóc dáng thanh tú, thon đẹp hơn. Về sức khỏe, các nghiên cứu đã chứng minh béo bụng gây ra vô số bệnh tật nguy hiểm như gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, rối loạn nội tiết tố cơ thể, bệnh tiểu đường loại 2, ung thư vú, ung thư buồng trứng. Do hàm lượng chất béo cao khiến quá trình chuyển hóa trong cơ thể rối loạn, kích thích lượng estrogen trong cơ thể sản sinh vượt mức. Bên cạnh đó, khi bị béo bụng thường khiến chúng ta cảm thấy nặng nề, mệt mỏi không thoải mái, đi lại, vận động khó khăn. Và thực tế, điều đó thường dẫn đến lười vận động. Càng lười vận động càng khiến bụng to ra, mỡ tích tụ nhiều hơn. Về thẩm mỹ, dù là nam hay nữ giới, thân hình thon gọn, đường nét rõ ràng luôn khiến chúng ta tự tin mọi lúc mọi nơi, dễ dàng lựa chọn trang phục yêu thích, tạo sự thu hút đối với mọi người xung quanh. Ngược lại, với phần bụng to quá khổ, mỡ núp ních sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến thân hình mất cân đối, kém đẹp. Hầu hết người bị béo bụng đều cảm thấy mình xấu xí, nặng nề, xuất hiện tâm lý tự ti, mặc cảm, khó mua quần áo. Chính vì vậy, trước những lý do không thể chối cãi trên, chúng ta hãy khắc phục tình trạng béo bụng của mình càng sớm càng tốt bằng những phương pháp giảm mỡ bụng dưới đây. Chanh có chứa các axit tự nhiên và hàm lượng vitamin C dồi dào. Sử dụng chanh sẽ giúp thanh lọc cơ thể, đào thải chất độc và đốt cháy mỡ thừa. Từ đó, quá trình giảm mỡ bụng diễn ra hiệu quả mà không tốn sức. Phương pháp thứ nhất đó là trà sắt chanh lên vùng bụng. Chuẩn bị 1-2 quả chanh, 1 ly nước lọc. Cách làm, cắt đôi quả chanh, vắt bớt nước cốt vào ly nước lọc. Chú ý chỉ vắt bớt chứ không vắt kiệt nước. Dùng miếng chanh trà sát lên vùng bụng trong khoảng 10-15 phút. Ly nước chanh thì cho thêm một chút mật ong, khuấy đều và uống. Thực hiện công thức này 2-3 lần mỗi tuần, bạn sẽ thấy mỡ bụng giảm rõ rệt. Kiên trì trong một thời gian dài có thể giảm 3-5cm vòng eo, tùy theo từng cơ địa. Phương pháp thứ hai đó là đắp chanh trực tiếp vào vùng bụng. Chanh có tác dụng thanh lọc quá trình hòa tan lượng mỡ dư thừa, thải độc cho gan, thận, lọc máu, cải thiện chất lượng máu, thúc đẩy trao đổi chất, phục hồi hệ tiêu hóa, tăng cường hấp thụ và điều chỉnh sự cân bằng trong tiêu hóa. Chính vì vậy, loại trái cây này không chỉ là loại quả có tác dụng giảm cân mà còn có thể đắp bụng để giảm mỡ bằng cách cắt các lát chanh và đặt kín trên bề mặt bụng trong vòng 20 phút. Những lát chanh được cắt mỏng, đắp kín vùng bụng trong vòng 20 phút sẽ giúp đánh bay lượng mỡ dư thừa, tăng cường hấp thụ và trả lại cho bạn vòng eo thon thả. Đây là cách giảm mỡ bụng nhanh chóng, vừa có tác động trực tiếp, vừa mang lại hiệu quả thiết thực cho người sử dụng trong một thời gian ngắn. Phương pháp thứ ba đó là massage bụng bằng tinh dầu chanh. Để thúc đẩy giảm mỡ bụng nhanh mà không cầu kỳ khâu chế biến, thì bạn có thể lựa chọn giảm mỡ bụng nhanh bằng phương pháp massage tinh dầu chanh. Với phương pháp này, bạn chỉ cần cho 1-2 giọt tinh dầu chanh vào lòng bàn tay,
thực hiện động tác xoa bóp mạnh từ trên xuống và từ trong ra ngoài. Ngày thực hiện 2 lần sáng và tối, duy trì liên tục trong vòng 1 tháng. Bạn sẽ thấy eo thon, cơ thể nhẹ nhàng, cân đối hơn. Phương pháp thứ tư đó là sử dụng nước trà chanh. Sự kết hợp thông minh giữa trà xanh và chanh là phương pháp dân gian từ lâu đã được người xưa áp dụng và có được kết quả hơn cả mong đợi. Chất catechin có trong trà xanh kết hợp với vitamin C, đặc trưng giảm béo có trong chanh, sẽ càng thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo, đánh bay mỡ thừa vùng bụng nhanh chóng, mang lại hiệu quả gấp đôi cho bạn. Ngoài ra, trà xanh còn có tác dụng làm đẹp da, mịn da, nên khi áp dụng phương pháp này trong thời gian dài sẽ mang lại cho bạn làn da tự nhiên cùng vóc dáng thon thả dễ dàng. Cách thực hiện nước trà xanh rất đơn giản, bạn cần chuẩn bị một ít lá trà xanh tươi và nước cốt chanh. Đầu tiên, bạn vò nát lá trà xanh, cho vào ấm cùng vài hạt muối. Sau đó, bạn cho một ít nước sôi và bỏ nước đầu để trà được ngon hơn. Tiếp đó, đổ đầy bình nước nóng vào ấm và hãm trà từ 15 đến 20 phút rồi chắt lấy nước, bỏ bã và cho thêm nước cốt chanh vào là bạn đã có được một ly trà thơm ngon, giúp giảm cân hiệu quả. Bạn có thể sử dụng nước này thay cho nước lọc uống hàng ngày và mang cả đi làm, vô cùng thuận tiện. Phương pháp thứ 5 đó là giảm mỡ bụng bằng chanh pha với mật ong. Mật ong có ưu điểm cung cấp hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhưng rất an toàn, không gây hiện tượng tích trữ chất đường như nhiều người lo ngại. Do đó, mật ong được đánh giá là một trong những nguyên liệu giảm mỡ bụng nhanh nhất. Với những hoạt chất có công dụng đốt cháy mỡ thừa của chanh, cùng khả năng đem lại cảm giác no lâu, hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể của mật ong sẽ tạo nên bộ đôi hoàn hảo giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu giảm cân. Cách thực hiện, bạn chỉ cần dùng một quả chanh, 2 thìa nhỏ mật ong nguyên chất pha với 300ml nước ấm, sau đó khuấy đều lên là có thể uống được. Bạn nên kiên trì uống nước chanh pha mật ong 2 lần mỗi ngày, 30 phút trước bữa sáng và 30 phút trước khi đi ngủ. Chỉ sau một tuần áp dụng phương pháp này, bạn sẽ nhận thấy đây là cách giảm mỡ bụng bằng nước chanh nhanh nhất, hiệu quả nhất. Phương pháp thứ 6 đó là sử dụng nước chanh pha loãng. Có thể nói đây là cách giảm mỡ bụng với chanh đơn giản nhất. Bạn chỉ cần dùng quả chanh tươi, vắt lấy nước cốt, đem pha loãng với lượng nước lọc vừa đủ, rồi uống hàng ngày thay cho nước lọc thông thường là được. Cách giảm mỡ bụng bằng chanh này tuy dễ thực hiện, nhưng chị em cần đặc biệt lưu ý, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi buổi sáng, dạ dày của bạn chưa có gì, nếu ngay lập tức uống nước chanh quá chua sẽ khiến lượng axit tăng cao và dễ gây ra bệnh viêm loét dạ dày khi liên tiếp uống trong một thời gian dài. Phương pháp thứ 7 đó là sử dụng nước chanh muối. Nếu chị em cảm thấy nước chanh pha loãng khó uống vì quá nhạt thì có thể chọn giải pháp khác là nước chanh pha muối. Cách thực hiện cũng không quá phức tạp, bạn chỉ cần dùng 1/2 quả chanh và một chút muối trắng pha với 250ml nước ấm để uống hàng ngày thay cho nước lọc. Để cho tiện, bạn có thể tự làm nước chanh muối để mỗi khi cần là có thể uống ngay. Loại nước chanh muối đặc biệt này sẽ có tác dụng đào thải mỡ thừa, mang lại cho bạn cách uống nước chanh giảm mỡ bụng nhanh nhất chỉ trong một tuần, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho sức khỏe. Phương pháp thứ 8 đó là sử dụng nước vỏ chanh. Có thể bạn chưa biết, nhưng ngoài nước cốt chanh, nước vỏ chanh cũng có công dụng giảm mỡ bụng rất hiệu quả. Trong vỏ chanh chứa thành phần có tên gọi là pectin, có khả năng hấp thụ nhiều đường, giúp bạn duy trì cân nặng ổn định và đồng thời cũng giảm cân dễ dàng. Với cách giảm béo bụng bằng chanh này, bạn chỉ cần sử dụng khoảng 10 vỏ chanh đem nấu chung với 200ml nước, đợi nước sôi khoảng 10 phút cho vỏ chanh ra hết chất thì tắt bếp, để nguội rồi sau đó uống trực tiếp. Vì nước vỏ chanh có vị hơi đắng và the, nên khi mới bắt đầu uống có thể khiến bạn có cảm giác khó chịu, không quen. Do đó, sau khi uống, bạn có thể ăn thêm một quả táo nhỏ để bớt cảm giác khó chịu cho vị giác. Những điều cần lưu ý khi dùng chanh đánh bay mỡ thừa. Việc giảm béo bằng chanh giúp đánh bật mỡ nhanh chóng, nhưng nếu áp dụng không đúng cách, chẳng những không giảm cân được mà còn rước họa vào thân. Do đó, bạn cần tuyệt đối lưu ý những điểm sau để nước chanh phát huy tối đa công dụng mà không gây hại cho sức khỏe. Nước cốt chanh phải được pha loãng với nước ấm, tuyệt đối không được pha quá đặc hay uống trực tiếp nước cốt nếu bạn không muốn bị viêm loét dạ dày sau một thời gian sử dụng. Do đó, để giảm mỡ bụng từ chanh hiệu quả, vừa bảo vệ sức khỏe, chị em nên pha loãng chanh theo tỷ lệ 1 lít nước ấm và một quả chanh nhỏ nhằm giảm bớt khả năng bào mòn của axit trong chanh.
bạn nên dùng nước ấm để pha nước chanh giảm cân, bởi nước lạnh có thể gây sốc cho cơ thể. Việc dùng nước ấm pha nước chanh còn hỗ trợ quá trình giảm mỡ bụng diễn ra nhanh hơn, bởi nước ấm có khả năng phá vỡ các enzyme giúp bạn giảm cân. Không nên cho quá nhiều mật ong vào nước chanh, bởi việc này sẽ khiến huyết áp của bạn tăng cao, ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của bạn. Thường chúng ta chỉ nên dùng một thìa mật ong cho 250ml nước chanh ấm. Quý vị thấy những cách làm trên như thế nào ạ? Rất đơn giản và dễ dàng thực hiện đúng không nào? Chỉ với một quả chanh và thực hiện theo những bước làm trên là bạn có thể lấy lại vóc dáng thon thả như thời thiếu nữ rồi đấy. Và để kết quả giảm mỡ bụng đạt hiệu quả tối ưu, các bạn có thể tận dụng nguyên liệu có sẵn trong căn bếp của gia đình mình, đó chính là củ gừng. Sử dụng củ gừng theo những cách dưới đây không những giúp bạn giảm mỡ bụng nhanh chóng mà còn đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy phương pháp giảm mỡ bụng từ củ gừng được thực hiện ra sao? Đừng bỏ lỡ phần tiếp theo của video nhé! Cách thứ nhất, sử dụng gừng và muối. Chừa muối và gừng không chỉ giúp đánh bay lượng mỡ thừa mà còn kích thích lưu thông máu, khử mùi hôi, giúp vùng bụng săn chắc hơn. Nguyên liệu: 1 chén muối biển, 1/2 kg gừng, 1 chiếc khăn bông. Cách làm: đầu tiên, bạn rửa sạch gừng tươi và xay nhuyễn. Tiếp đó, đem muối và gừng rang lên thật nóng, rồi cho vào khăn bông dày. Tắm xong, bạn đem khăn bông bọc muối và gừng vào chườm lên bụng nhẹ nhàng. Đến khi nhiệt độ giảm thì ngưng. Thực hiện cách đánh tan mỡ bụng bằng gừng này đều đặn 3-4 lần mỗi tuần. Kiên trì áp dụng, bạn sẽ sở hữu được vóc dáng quyến rũ như mơ ước. Cách thứ hai, sử dụng gừng và mật ong. Nếu cảm thấy nước gừng tươi hoặc nước gừng và chanh khá khó uống, thì bạn có thể thay đổi khẩu vị cũng như làm giảm mỡ bụng của mình bằng gừng và mật ong. Cách làm như sau. Giã dập vài lát gừng cho vào 200ml nước nóng, thêm 2-3 muỗng cà phê mật ong rồi khuấy đều, kiên trì uống mỗi ngày để thấy hiệu quả giảm mỡ bụng, giảm cân và làm đẹp từ nước gừng và mật ong này. Trong quá trình thực hiện, bạn có thể giảm chút ít số lượng gừng để tăng thêm khẩu vị mà vẫn giữ được hiệu quả giảm mỡ bụng hay giảm cân. Cách thứ 3, uống nước gừng tươi. Từ xa xưa, người ta đã thấy được những ích lợi của nước gừng tươi đối với sức khỏe và sắc đẹp. Công dụng dễ nhận thấy của gừng là cải thiện hệ tiêu hóa, giúp đốt cháy chất béo, thúc đẩy quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng và an toàn. Cách thực hiện, bạn đun sôi khoảng 1,5 lít nước lọc, đập dập vài lát gừng rồi bỏ vào, gừng ít hay nhiều phụ thuộc khẩu vị của bạn. Tuy nhiên, không nên cho quá nhiều sẽ khiến hỗn hợp cay nồng, khó uống và có hại cho sức khỏe. Còn cho quá ít gừng thì sẽ không phát huy được tác dụng. Nên uống nước gừng tươi này ngay trước bữa ăn và tránh uống vào ban đêm sẽ không tốt. Cách thứ tư, sử dụng gừng tươi và chanh. Thức uống nước gừng và chanh giảm mỡ bụng, giảm cân hẳn là bạn đã từng nghe qua. Một ly hỗn hợp chanh và gừng sẽ giúp bạn đốt cháy chất béo, cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn chặn tình trạng trữ nước. Thực hiện, đun sôi khoảng 1 lít nước, sau đó cho gừng rất nhỏ, nước ép của 2 quả chanh cùng 2 miếng vỏ chanh vào. Đựng trong bình thủy tinh, chia ra uống trong ngày. Khi uống thì nên hâm lại cho ấm để có hiệu quả sinh nhiệt hơn. Với cách giảm mỡ bụng này, bạn có thể sử dụng thay cho nước uống hàng ngày để nhanh có kết quả hơn. Quý vị thân mến, mỡ bụng không chỉ gây ra các phiền toái về việc lựa chọn quần áo mà còn gây ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Nếu bạn đã thử hàng trăm cách giảm mỡ bụng khác nhau mà kết quả không như mong muốn, vậy thì hãy thử áp dụng những phương pháp mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên. Tôi tin chắc việc sở hữu vòng eo con kiến không còn là điều quá xa vời. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.